Vâng, xin chào toàn thể quý khách hàng. Rất vui khi mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của ô tô An Sương. Như quý khách hàng cũng đã biết, xe ba gác, xe lôi hoặc là những cái dòng xe tự chế đang lưu hành trong thành phố rất là nhiều, bởi vì cái sự linh động cũng như là cái mình có thể sở hữu nó một cách dễ dàng bởi vì cái tài chính nó rất là thấp đó. Nhưng sắp tới đây theo cái quy định của chính phủ thì những cái dòng xe ba gác sẽ hạn chế hoạt động, và ngoài ra thì đến năm 2025 sẽ bị cấm hoàn toàn. Như vậy để đảm bảo cái kế sinh nhai cho những cái bác tài thì mình phải cần phải tìm những cái giải pháp cho bác tài thay thế việc sử dụng xe ba gác bằng một cái dòng xe tải van đó. Thì xe tải van mình có thể lưu hành vào trong Sài Gòn 24/24. Ngoài ra mình có thể giữ được cái sự an toàn trong khi cho tất cả những người tham gia giao thông đó. Và cuối cùng thì xe tải van này thì có một cái tài chính thấp, mình có thể dễ đầu tư đấy. Thì nhận biết và thấu hiểu được những cái khó khăn của các bác tài thì bên ô tô An Sương đã cho ra mắt một cái chương trình khuyến mãi gọi là cực kỳ lớn đó. Đối với những bác tài nào đang sử dụng xe ba gác, xe thô sơ, xe lôi hoặc là những cái xe tự chế không có giấy tờ thì khi mình lên dòng xe tải van TRV sẽ được khuyến mãi đến 25 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi vào thời gian là từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 đó. Đó là về phần chương trình khuyến mại bên ô tô An Sương mình. Thì sau đây chủ sẽ giới thiệu tổng quan cũng như là chi tiết về cái xe tải van này một cách cụ thể nhất cho quý khách hàng. Ok. Vâng, cái phần tiếp theo chủ muốn mang tới cho anh em đó chính là về phần ngoại thất của chiếc xe van TRV đó. Thì như quý khách hàng có thể thấy rồi, ngoại thất chiếc xe van TRV này nó mang một phong cách của châu Âu. Cái phần phía trước nó sẽ được nhô ra để tạo cho một cái khí động học cực kỳ tốt và an toàn cho bác tài. Bên cạnh đó thì xe van TRV được thiết kế một bộ đèn bi xenon cực kỳ đẹp. Bộ đèn này là thường được trang trí trên những dòng xe du lịch. Và phía giữa thì được trang bị một cái bộ mặt nạ ga lăng màu bạc rất là đẹp. Và đặc biệt hơn là chiếc xe này ở phía giữa có một cái logo của nhà máy Dehan đó, giúp cho cái chiếc xe này nó có một cái điểm nhất rất là ok đó. Thì như quý khách hàng cũng có thể thấy rồi, với một chiếc xe đẹp như vậy mình có thể vừa đi chơi vừa có thể chở hàng được luôn đó, cực kỳ tiện lợi. Vâng, tiếp tới là cái phần nội thất. Thì ngay bây giờ chúng sẽ lên trên cái nội thất của chiếc xe van TRV này để cho quý khách hàng xem thử trong này nó có gồm những cái gì nha quý khách hàng. Ok. Vâng, thì trước tiên xuống mở cửa ra thì quý khách hàng có thể thấy là xe đã được trang bị kính điện nha quý khách hàng. Đấy, kính điện, gương thì xài bằng cơm nha quý khách hàng, vẫn là bằng cơm thôi. Đấy, ok, thì mình sẽ bước lên cho quý khách hàng xem luôn. Đấy, ô, cái cảm giác mà chú lần đầu tiên bước lên cái không gian của chiếc xe van TRV này thì mình thấy rất là rộng rãi nha quý khách hàng. Về cái phần trước là thứ nhất là rộng rãi rồi. Ngoài ra đây quý khách hàng có thể thấy đây, cái ghế mình có thể gọi là nằm xuống nhau quý khách hàng xem luôn nhé. Đây, ok chưa? Đấy, ui đó, đó. Khi mà mình chạy á, mà mình mệt mỏi á, thì mình có thể nằm lên xe luôn. Đó, ok. Rồi, và tiếp tới là cái phần xe nó được trang bị nè. Trợ lực lái nè. Đó, rất là êm ái. Ừ. Ngoài ra xe còn được trang bị máy lạnh đây. Đấy, quý khách hàng có thể thấy không, một chiếc xe mình có thể vừa che nắng che mưa, ngoài ra mình có một cái máy lạnh giúp cho cái con người mình thoải mái hơn. Đó, quá tuyệt vời. Đấy, và đặc biệt ở cái chiếc xe van TRV này sự thích nhất là cái màn hình của nó nha anh em, có thể thấy đây, đây là cái màn hình Android của chiếc xe van TRV đó. Sự thích ở cái điểm là nó có trang bị đầy đủ những cái option trên xe luôn, ví dụ như là xem TV này, xem TV qua YouTube đó, hoặc là mình chỉ đường qua cái ứng dụng mình tải về từ CH Play Map này. Đấy, ngoài ra Google, Facebook đồ vân vân, rất là nhiều ứng dụng trên cái phần mềm này, trên cái màn hình này đó.
Và ngoài ra thì xe đã được trang bị cái đây, cái gọi là cái camera lùi. Đây cho anh em xem luôn nhé, nhìn nè. Vâng, đấy, cực kỳ rõ ràng cho khách hàng luôn nhé. Xe trang bị đầy đủ, hầu như là 100%, không 90 mấy% thôi. Ở đây là mình thấy cái nội thất của nó còn chưa được trang bị cái phần camera hành trình nha quý khách hàng. Đấy. Đó, cái điểm này nếu mà nhà máy mà trang bị luôn thì quá tuyệt vời. Ok, thì nếu mà quý khách hàng mà có mua xe ủng hộ Sửu sẽ tặng quý khách hàng cái camera này luôn nhé. Ok, đó là phần nội thất của xe. Vâng, cái phần quan trọng nhất khi quý khách hàng mua xe đó chính là cái phần thùng xe. Thì thùng xe van TRV nó có kích thước như thế nào và nó được cấu tạo ra sao thì ngay bây giờ hãy cùng Sửu đi vào tìm hiểu nhé. Vâng, thì đây quý khách hàng có thể thấy chiếc xe van TRV sở hữu một cái thùng khá là rộng rãi nha. Về kích thước thùng thì chiếc xe van TRV này có chiều dài là 2m50, có thể gọi là 2m rưỡi đó, và chiều rộng là 1m45, chiều cao là 1m15. Đấy, cameraman có thể quay sát vào đây để cho khách hàng có thể xem kỹ hơn về cái phần thùng đó. Sàn xe thì được làm bằng inox dập lá men, cực kỳ tiện lợi và bền. Ngoài ra thì mình cũng sạch sẽ về cái phần thùng xe đó. Tiếp tới Sửu muốn nói với anh em đó chính là về cái phần xe đã được trang bị cái cửa mở hai bên ra nha. Đấy, rất là tiện cho khách hàng, mình có thể lên xuống hàng hóa. Nếu như món hàng mình nhỏ thì mình có thể đóng một cửa lại, mình mở cửa này ra thôi. Đấy, cái thứ hai á là cái phần xe van TRV này nó chỉ mở một cửa bên hông thôi nha quý khách hàng. Một cửa bên hông này thì giúp cho quý khách hàng có thể gọi là tiện lợi trong cái việc lên xuống hàng hóa, rất là gọi là an toàn đó. Và cái điểm Sửu khá là thích ở cái chiếc xe này á, cái phần thùng xe này, đó chính là cái thùng xe được kết cấu cực kỳ đồng bộ và chắc chắn luôn. Đấy, cái phần đồng sơn nha, về riêng cái phần đồng sơn của chiếc xe van TRV này Sửu thấy là so với những cái dòng xe cùng phân khúc thì cái này gọi là đỉnh trùm phân khúc luôn nha. Đó, đồng sơn rất là chất, gọi là cứng nha, rất là cứng nha. Đấy, đó là về cái phần thùng xe. Thì với cái thùng rộng rãi như vậy thì quý khách hàng có thể chở được đa số tất cả các mặt hàng, ví dụ như là chở vải vóc nè, chở những đồ điện nè, thức ăn, thức uống đồ, hoặc là những vật dụng y tế, vân vân. Ngoài ra mình có thể chạy la la mu, đa dạng hàng hóa luôn. Đó. Vâng, đó là về cái phần thùng xe của chiếc van TRV này. Vâng, thì cái phần cuối cùng mà Sửu muốn review cho anh em biết luôn, đó chính là về cái phần khung gầm chassis của chiếc xe van TRV này. Đây đây, anh em có thể thấy đó, đứng từ xa mình có thể là về cái khoảng trống gầm cực kỳ cao nha anh em, cực kỳ cao. Đó, cameraman có thể quay lại sát lại về phần này để cho khách hàng có thể thấy. Về cầu thì cầu xe hiện tại chiếc này nó chưa tới 1 tấn, mà với một cái cầu như vậy thì mình có thể chở thoải mái rồi, đó, dư sức rồi. Bên cạnh đó thì về cái phần phía sau thì xe TRV được trang bị một cái hệ thống nhíp và kết hợp với giảm chấn ở phía sau này, đây phía dưới này nha quý khách hàng. Thì về cái việc kết hợp giữa nhíp và giảm chấn thì giúp cho xe có thể chịu tải tốt hơn và làm giảm cái sự rung sốc của chiếc xe này đó. Và cái điểm Sửu khá thích ở cái dòng xe van TRV này á là về cái phần khoảng ở đây nha anh em, cái khoảng gọi là khoảng dè và cái phần bánh á, thì Sửu thấy một số cái dòng xe nếu mà mình chở nặng nặng tí xíu á là cái này nó sẽ bị cà, trước hoặc sau nó sẽ bị cà. Nhưng mà riêng đối với cái dòng xe van TRV này, Sửu đảm bảo với anh em luôn là không bao giờ bị cà dè. Đó, rộng rãi đó, phía trước cũng vậy nha anh em. Đây anh em có thể thấy nè, phía trước nó cũng rộng rãi như vậy luôn đó, rất là tốt. Đấy, mình rất là thích dòng này. Ngoài ra mình nghĩ là đối với cái dòng xe TRV này thì khung gầm như vậy mình sẽ không có lo về cái việc là sợ bị ngập nước đâu. Đấy, đó là cái phần khung gầm mà Sửu muốn mang tới cho anh em. Vâng, vừa rồi Sửu cũng đã giới thiệu tổng quan cũng như là chi tiết về chiếc xe van TRV. Thì đó là một cái giải pháp cho những khách hàng đang sử dụng cái xe ba gác, xe lôi hoặc xe tự chế. Đó, ngoài ra bên ô tô An Sương mình cũng có một cái phần khuyến mại tới 25 triệu cho những khách hàng nào mà đang sử dụng những cái dòng xe như vậy. Thì khách hàng nếu mà còn thắc mắc gì về xe hoặc là muốn lái thử xe
có thể liên hệ với Sủ qua số điện thoại là 0909039484. Sủ rất là cảm ơn quý khách hàng đã coi video của Sủ. Nếu như mà thấy hay á thì mình có thể cho Sủ một like, một share hoặc là một lượt comment phía bên dưới. Đó. Thì cuối cùng Sủ xin chúc cho quý khách hàng có một ngày làm việc thật là tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Vâng, xin chào.